Về vật liệu thì chúng ta có thể tìm thấy rất là nhiều những cái loại resin dành cho in 3D trên thị trường đến từ nhiều nhà sản xuất khác nhau như là Anycubic, Eligo, Creality, Frozen và Zamhe, vân vân. Với giá thành của chúng có thể dao động tùy thuộc vào cái phân khúc và cái ứng dụng đặc thù của mỗi loại resin này nha. Ở mức độ cơ bản thì các bạn có thể là sử dụng cái resin standard, resin tiêu chuẩn. Thì nó là một cái loại resin cũng khá là dễ in, với giá thì cũng không quá cao. Thông thường là sẽ khoảng tầm 350 đến 400 ngàn Việt Nam đồng cho một lít resin cơ bản. Tuy nhiên thì nó lại khá là giòn và dễ gãy. Những cái loại resin mà mình thường dùng và đề xuất là các bạn nên sử dụng, đó chính là cái loại Art Engineering hoặc là cái loại ABS Line, thì chúng sẽ có những cái độ dẻo dai nhất định và có khả năng chịu lực tương đối, cơ tính cũng tốt hơn hẳn so với resin cơ bản. Giá thành của chúng thì sẽ cao hơn một chút. Ngoài ra thì các bạn có thể pha trộn những cái loại resin cao cấp với resin cơ bản, resin tiêu chuẩn để tăng cái độ dẻo dai và giảm độ giòn đi đó nha. Các bạn nên mua những cái loại resin có thương hiệu rõ ràng, có xuất xứ rõ ràng, ví dụ như là của Eligo này, của Anycubic, của Creality, Essen hay là của Zamhe. Bởi vì chú ý là cái resin này nó là một trong những vật liệu nguy hại. Resin có khả năng gây kích ứng nếu như tiếp xúc trực tiếp qua da. Nếu như mà bạn sở hữu một làn da nhạy cảm thì rất có khả năng là sẽ bị nổi mẩn đỏ, ngứa, và về lâu dài thì một số nghiên cứu còn cho rằng có thể gây ung thư da. Ít nhất thì các hãng sản xuất resin uy tín sẽ có khả năng cung cấp các tài liệu về an toàn, thông số in và datasheet đầy đủ để chúng ta tham khảo, cũng như phòng tránh khi cần. Trong quá trình thao tác với resin và máy in 3D resin thì các bạn hãy ghi nhớ là luôn mang găng tay cao su. Loại găng tay mà mình đề xuất các bạn nên sử dụng đó chính là găng tay y tế có gốc cao su nitro. Chúng có giá thành khoảng từ 70 đến 90 ngàn cho một hộp 100 đôi. Lưu ý là các loại găng tay làm từ cao su latex sẽ không hiệu quả và rất dễ bị rách nếu tiếp xúc với resin và cồn công nghiệp. Các bạn cũng có thể trang bị những cái loại găng tay cao su kháng hóa chất, và những cái loại găng tay này thường sẽ có thể dùng được nhiều lần. Chúng khá là dai và dày, đảm bảo an toàn cho đôi tay của bạn. Giá thành cho một đôi bao tay này rơi vào khoảng từ 30 đến 50 ngàn Việt Nam đồng. Resin còn là một cái nguồn phát thải VOC tương đối lớn. Do trạng thái ban đầu là lỏng nên chúng rất là dễ bay hơi và xâm nhập vào cơ thể con người thông qua đường hô hấp và gây ra những căn bệnh có tác hại lâu dài. Theo American Lung Association, VOC có tác hại lớn cho mắt và da, gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp như là mũi, cổ họng. Nếu như các bạn tiếp xúc với VOC thường xuyên trong thời gian dài còn có thể gây nhức đầu. Thậm chí nặng nề hơn là các cơ quan bị suy yếu dần và hư tổn. Hãy thiết lập một không gian in thoáng khí, bố trí quạt thông gió hoặc là gần cửa và duy trì luồng không khí được lưu thông liên tục. Nếu như mà gia đình bạn có người già hoặc là con nhỏ thì hãy nghe lời khuyên của mình, tuyệt đối đừng có nên tiếp cận với cái món đồ chơi độc hại này. Trừ khi là các bạn có thể sắp xếp được cái không gian sử dụng máy in 3D một cách riêng biệt và cách ly được với những cái hoạt động thường ngày của gia đình bạn. Như đã đề cập, ngoài cái việc hết tiền thì mùi của resin cũng có thể là một cái nguyên nhân khiến cho mình thường xuyên bị đau đầu. Thế cho nên là khi sử dụng máy in 3D và thao tác với cái sản phẩm in 3D resin, mình thường sẽ đeo khẩu trang. Nếu như có điều kiện thì các bạn còn có thể trang bị những loại mặt nạ phòng độc để hạn chế tác động của resin và VOC. Một cái vật phẩm nữa mà mình nghĩ là cần thiết đó chính là kính bảo hộ để tránh cho resin vô tình bắn vào mắt. Trong trường hợp bạn đeo kính cận hoặc kính viễn thì có thể châm chước bỏ qua hoặc là mua các loại kính bảo hộ lớn cho người đeo kính cận. Các loại kính bảo hộ này cũng có giá khá là mềm, chỉ khoảng từ 60.000 Việt Nam đồng là các bạn có thể sở hữu một cặp kính bảo hộ khá là tốt rồi. Đa số những cái vật tư tiêu hao trong in 3D resin đều có thể lỏng, cho nên là cái bộ môn này nó cực kỳ nhớp nháp. Các bạn nên trang bị thêm một số các khay inox, loại mà mình sử dụng là khay đựng thức ăn, giá thành dao động trong khoảng từ vài chục đến hơn 100.000 cho mỗi khay, tùy thuộc vào kích thước. Lý do mà mình dùng khay inox vì chúng dễ vệ sinh, không bị ăn mòn và trông cũng khá là chuyên nghiệp. Các bạn nên có một khay chung để phơi khô mẫu, một khay gỡ mẫu, một khay đựng các loại phế phẩm như là support, giấy và một chiếc khay để hứng resin khi tháo bàn in ra khỏi máy. Một cái điều nên tránh khi mà bố trí không gian đặt máy đó chính là tránh những cái nơi mà có nguồn sáng chiếu trực tiếp, thường là cửa sổ hay là cửa ra vào. Tia UV là cái khởi nguồn để cho máy hoạt động nhưng cũng là kẻ thù của resin, mà trong ánh sáng tự nhiên thì lại có quá nhiều tia UV. Những cái tia UV này có thể vô tình khiến cho resin trong bể bị đông cứng một cách thụ động và các bạn hoàn toàn không thể nào kiểm soát được cái quy trình đông cứng này, khiến cho máy không thể hoạt động một cách ổn định và đúng đắn được. Trong trường hợp mà các bạn muốn lợi dụng cái khả năng thoát khí của cửa sổ hay là cửa ra vào thì hãy trang bị thêm những cái màn hoặc là rèm cửa đủ dày để ngăn cách
ánh sáng tự nhiên chiếu trực tiếp vào trong cái khu vực in 3D của bạn. Khu vực gỡ mẫu và đặt máy in thì cũng nên có khoảng cách nhất định để tránh cho việc có một vài miếng support hay mảnh vỡ đã đông cứng bay vào trong bể resin. Điều này sẽ khiến cho màn hình bị thọt một vài điểm ảnh khi mà các bạn in những cái mẫu tiếp theo. Hoặc là các bạn hãy ghi nhớ là luôn luôn đóng nắp sau khi lấy bàn in ra khỏi máy trước khi gỡ mẫu. Ngoài ra thì hãy trang bị một bịch khăn giấy tại khu vực in và xử lý mẫu để có thể lau chùi một cách kịp thời. Mình thường sử dụng khăn giấy rút như thế này. Loại khăn giấy này khá dễ để có thể tìm thấy trên các sàn thương mại điện tử với mức giá chỉ từ 30.000 cho một bịch mà thôi. Cũng tương đối dai và dễ sử dụng. Không nên dùng giấy vệ sinh rẻ tiền bởi vì chúng rất là dễ rách và bám vào bề mặt mẫu hay là bàn ghế thay vì giúp chúng ta lau sạch resin. Tổng kết lại, ngoài việc trang bị chiếc máy in 3D và những cái thiết bị để rửa và sấy thì các bạn còn phải trang bị thêm một vài vật dụng cơ bản. Một là khẩu trang y tế hoặc là mặt nạ phòng độc. Hai là găng tay y tế, ghi nhớ là gốc nitro hoặc là găng tay cao su chống hóa chất. Ba là kính bảo hộ. Bốn là các loại khay. Năm là khăn giấy có độ dai cao. Và sáu là những cái dụng cụ gỡ mẫu, hãy luôn đặt chúng ở gần khu vực làm việc. Đồng thời chúng ta sẽ có một vài những cái nguyên tắc cơ bản mà các bạn nên ghi nhớ để giúp cho cái quá trình tiếp cận với in 3D resin được dễ dàng hơn. Thứ nhất đó chính là luôn luôn sử dụng các trang bị bảo hộ. Thứ hai là tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào khu vực in 3D resin. Thứ ba đó chính là bố trí khu vực in 3D một cách thông thoáng hoặc là trang bị những cái loại quạt thông gió phù hợp. Ghi nhớ là khu vực in và cái khu vực mà bạn gỡ mẫu phải có cái khoảng cách hoặc là có che chắn để đảm bảo là không có những cái mảnh vỡ rơi rớt vào trong bể resin. Thứ năm là luôn luôn thận trọng và đề cao cảnh giác nha. Thứ sáu đó là tuyệt đối không được bỏ rác resin chung với những cái loại rác sinh hoạt. Và thứ bảy đó chính là luôn luôn sắp xếp cái khu vực in thật là gọn gàng.